Tối qua, ngay sau khi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn tại km 58, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh và các sở ngành liên quan của tỉnh đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Cam lộ La Sơn khiến nhiều người thương vong. Cụ thể, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 10 tháng 3 năm 2024, Lê Hoàng Quân, sinh năm 1973, trú tại huyện Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông, điều khiển xe khách giường nằm biển kiểm soát 51B26149 chạy trên cao tốc Cam lộ La Sơn hướng Quảng Trị Đà Nẵng. Khi đến tại km 58 cao tốc Cam lộ La Sơn, đoạn qua thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đuôi xe phía bên phải va vào phía sau bên trái đuôi xe ô tô tải mang biển kiểm soát 75C01691 do tài xế Phan Đình Thành, sinh năm 1988, trú tại thành phố Huế điều khiển, bị nổ lốp xe đang đổ phía trước cùng chiều. Vụ tai nạn khiến hai vợ chồng anh Cục Văn Sơn, sinh năm 2004, cùng chị Cục Thị Phong, sinh năm 2004, trú tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, chết thảm, cùng nhiều người khác bị thương ở các mức độ khác nhau. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh và các sở ngành liên quan của tỉnh đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh yêu cầu lực lượng chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời khẩn trương xử lý hiện trường để đảm bảo giao thông thông suốt, xử lý nhanh các thủ tục cần thiết để đưa thi thể các nạn nhân về với gia đình. Đến thăm, động viên các hành khách bị thương đang được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tầng Tân Cửu chữa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh chia sẻ với những khó khăn trở ngại của các hành khách, đồng thời mong muốn các hành khách cố gắng ổn định tinh thần, phối hợp với các y bác sĩ để điều trị vượt qua hoạn nạn. Ngày hôm nay, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn là do Lê Hoàng Quân điều khiển ô tô khách mang biển kiểm soát 71B26149 không chú ý quan sát. Trong khi đó, Phan Đình Thành điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 75C01691 khi đổ xe chiếm một phần đường xe chạy, không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định, gây tai nạn giao thông.